Mà trời đang âm 8 độ C. Thôi đứng đây được rồi, đẹp không? Mẹ sờ tuyết đi. Thích không? Wow, hôm nay tuyết đẹp quá. Đẹp quá. Con thấy đứng ở ngã tư này đẹp này mẹ này. Mẹ ơi. Không, đây cơ mà, chỗ này cơ mà. Họ không đi được lên trên đâu. Đâu, chỗ nào? Đây này. Trên đường này là họ không bao giờ đi được lên trên đâu. Đấy. Wow, đẹp quá. Đấy, chỗ đấy. Chỗ cái tròn tròn đó. Ui, đẹp thế. Được đấy. Đẹp thế. Nào nhìn quang cảnh xung quanh nào. Tuyết rơi trắng xóa các con đường. Đúng rồi. Sờ tuyết thì đúng rồi đấy. Còn con ngày xưa tí phải đi quên không không bảo mẹ đi găng tay. Lạnh không? Mẹ sờ tuyết lại có lạnh không? Quên không bảo đi đi găng tay. Tuyết này khắp mọi nơi. Ở Philly. Trắng xóa các con xe này. Đấy mẹ cầm cầm chụp một kiểu cầm kệ có sao đâu. Thế lấy cái khăn bốc bốc trên cái khăn vậy. Đâu con quay. Đi. Mẹ bê cái gì đấy? Bê à. Cả một cái chậu. Bàn ghế ướt tuyết này. Chậu tuyết. Bàn ghế ướt tuyết này. Bông hoa tuyết luôn. Wow, nhìn đẹp quá. Người mẹ đang có rất nhiều tuyết mẹ ơi. Từ từ con xem nào. Đầu mẹ đang nhiều tuyết đẹp lắm mẹ. Đứng đây đi. Đứng đây từ từ nha. Nào, cười nào, cười nào, cười nào. Cười tươi nào. Không cười. Ui, chỗ này sáng đẹp thế. Tuyết đẹp quá.